tâm hồn nó được dịu dàng, nó được an ổn. Cái cảm giác đó Đức Phật nói rằng là không một hạnh phúc nào có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Sự an tĩnh của tâm hồn là hạnh phúc nhất. Nếu mình được an, mình nếu mà đổi cho mình cái sự an tĩnh của tâm hồn với lại vàng bạc thì vàng bạc kể cũng thua, tại vàng bạc không có đem cái sự an tĩnh, vàng bạc đem cái sự bất an. Khi mình có vàng bạc ở trong tay nhiều thì mình bất an lắm, ăn không ngon, ngủ không có khỏe, là bởi vì lúc nào mình cũng lo. Nên tôi nhớ hồi xưa ở cạnh nhà tôi ở có một cái gia đình rất là nghèo, và cái ông chủ nhà nó mua vé số, ông trúng được tới cặp 6, cặp 9 gì đó mà độc đắc, nhiều tiền lắm. Và ông mừng quá, ông nghèo, nhưng mà sau cái mừng đó là một sự đau khổ và lo âu. Tại vì ông kể cho chúng tôi nghe, ông bảo là ông cả đêm cũng không ngủ được, tại vì ông biết tất cái vé số đó ở đâu. Ông nghĩ là bỏ trong túi quần nó có thể rơi và mất, và ông nghĩ rằng là bỏ trong kẽ tường thì có thể dán nó gậm. Ông nghĩ là bỏ dưới gối thì sợ tụi con nít nó giỡn chơi gì rồi rơi mất, lạc mất. Và ông không biết phải làm cái gì với cái vé số nó cầm trong tay, thì ông lại sợ là một lát mình lãng trí, mình tưởng nó là giấy vụn, mình vò, mình ném vào thùng rác là thích chết luôn. Cho nên ông nghiêng đầu với lại cái tấm vé số chúng các cặp đó của ông, chúng độc đắc đó. Và cả một đêm như vậy ngủ không được, mà đi tới đi lui, mình không biết phải làm sao với cái vé số, không biết giấu đâu, giấu đâu thấy nó không có được an ổn. Đấy. Thế thì mình thấy như vậy. Nhưng mà chung quy mình nghĩ mình là tiền bạc hay sự nghiệp, sở dĩ mà mình ham nó, sở dĩ mà mình cầu nó là bởi mình nghĩ nó có lợi. Nó có lợi cho sự làm yên ổn cho mình. Nếu mình nghĩ kỹ là chẳng hạn mà có tiền lợi chứ, bởi vì tôi an tâm. Tôi an tâm là tôi nghĩ rằng là tôi muốn ăn tôi sẽ có ăn, tôi không sợ bị đói. Tôi muốn mặc tôi sẽ có mặc, là bởi tôi không sợ bị rét. Tôi bệnh thì tôi mua thuốc được, tôi không sợ rằng là chết, là bởi vì tôi có tiền. Cho nên sở dĩ mình thích tiền là bởi vì tiền nó mang đến cái an đó cho mình. Cho nên chung quy cũng chỉ vì nhờ nó mang đến an mình mới thích nó. Chứ giả sử bây giờ nó không mang đến an đó, thì mình sẽ vứt nó ngay. Cho nên khi một kẻ cướp nó chĩa súng hay là chĩa dao, kề dao vào cổ mình, thì tự mình sẽ tháo cái đồng hồ ở tay mình ra đưa nó liền. Ở đây cho đây, khỏi cần cắt cổ chi, cho ngay đó. Và đây còn cái bóp này nữa, mình sẽ rút ra mình đưa ngay. Là bởi vì bây giờ mình sẽ thấy tiền của nó đem cái sự bất an, cho nên mình sẽ xả nó ngay. Như vậy thì rõ ràng cái câu Đức Phật nói rằng là không có hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn là chúng nhất còn gì. Tại bây giờ mình đổi đến sự an lạc của mình, sự an tâm của mình ấy, là mình sẽ xả ngay, rút ngay cái kim hộ nhẫn kim cương ở và ngón tay mình đeo vào cho thằng cướp. Đó. Rồi sẽ bảo là đừng có bạo động, đừng có gì, nó tôi cho luôn thiệt mà. Đó, cho luôn không có đòi lại đâu. Lúc đó mình cho luôn thiệt. Mà mình còn hú hồn nữa, mình còn mừng nữa. Thế thì nếu mà mình chiêm nghiệm, mình thấy là rõ ràng cái hạnh phúc chính là sự an tĩnh của tâm hồn. Nhưng có nhiều người ngộ nhận và hiểu lầm đi rằng là tiền tài hay vàng bạc nó mới là hạnh phúc. Nhưng mà tiền tài và vàng bạc nó chỉ hạnh phúc là nhờ nó đóng góp vào việc an cho mình thôi. Còn cái chính là an. Cho nên mình giống hệt như một anh chàng trong câu chuyện Ngụ Ngôn mà Đức Phật kể. Anh chàng nó đến nhà khách ăn cơm. Rồi ông khách mới nấu phở cho anh chàng ăn. Đem ra thì anh chàng ăn nó nhặt nhách à. Tại vì chắc có lẽ ông chủ nhà cũng tưởng anh này ăn lạc. Đó, dân ăn chay tức ăn lạc, không có ăn muối, ăn xì dầu gì đó, cho nên nấu lạc ngay, anh này ăn nhạt quá không có ngon. Thì ông chủ cũng có để sẵn mấy hũ muối với tiêu này kia bên cạnh. Anh này mới hỏi cái này cái gì, ông này mà muối thì cho vô thì nó mặn ra thêm. Anh này mới nghĩ mình đang ăn lạc, vậy thì nghe cái muối nó mặn vậy thì cho vô thêm. Anh mới rắc muối vô một chút, tại vì anh nói là sao nó lạc quá, ông chủ mới rắc muối vào. Rắc vào một chút anh ăn, thì anh thấy ngon, vừa, ngon. Cái nhìn anh nghĩ, chà, cái đó củ quý, cái đó ngon á. Cái này đang không ngon mà rắc vô một chút còn ngon, vậy là đổ cả cái lọ vô nó còn ngon biết mấy. Anh nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ đổ ngay vô thì tham quá, cho nên trước mặt ông chủ anh làm khách sáo. Đến khi ông chủ vừa mới đi ra, anh bợ nguyên cái lọ muối anh chút vào tặng cho nó ngon ác liệt. Nhưng mà kết quả là nó mặn chát, anh ăn không được. Và anh thắc mắc, nhưng mà sao kỳ, rõ ràng nó cho nó vô mà nó ngon dễ sợ, sao bây giờ đổ vô nó hết ngon rồi mà nó còn ghê quá ăn không được. Thế mình nghe cái câu chuyện Ngụ Ngôn của Đức Phật mình có thể cười. Nhưng mà thói thường chúng ta cũng rơi vào cái anh chàng thích muối giống hệt vậy à. Cũng như là nãy giờ tôi mới chứng minh đó, mình có thể nghĩ tiền bạc hay của cải thì mình nghĩ rằng là nó giúp cho mình an như tôi nói. Xong cái mình đâm ra cái mình ham nó cho đến độ mình, như câu chuyện ông trưởng già cũng muốn bà vợ mà tôi kể, có lẽ trong mấy ngày trước có kể mà mấy hôm nay tôi cũng đều có kể, thì cho mình thấy rằng là mình đem cái lương tâm đó của mình
mình làm đủ chuyện ác, tức là mình đem cái chân tâm nó của mình, cái sự an lành của tâm nó của mình làm đủ cái chuyện ác để cho mình bất an. Mà làm đủ chuyện ác đó là chuyện gì? Chuyện mưu cầu đoạt tiền, đoạt của, kiếm tiền, kiếm bạc bằng những cái phi pháp, bằng những hành động gian manh để mà mình có. Tại vì mình nghĩ là nó an, nhưng mà thực ra khi mình lo như vậy đó thì mình đã bất an rồi. Mình đã bất an rồi. Khi mà mình suy tính mưu mô gì đó, mà khi mình suy tính mưu mô manh lưới gì đó xong rồi mình có đoạt được rồi, mình cũng bất an bởi mình sợ người ta khám phá ra. Đó, ví dụ như vậy, cho nên mình cứ bất an từ hiện tại cho đến tương lai. Thì giống hệt như cái anh chàng mà ăn muối xong rồi thấy cho thêm chút muối thêm vừa ngon đó, thì đổ, thì lý luận cái logic hết sức là hợp lý. Mới cho một chút mà còn ngon vậy nữa, mà cho nhiều vô thì nó phải ngon nhiều rồi. Nhưng mà khi chút vô thì chết. Thế thì cái kia cũng vậy, như mình thấy là chàng mới có vài ngàn đô la thấy đã thoải mái rồi, không hổ có bạc triệu bạc tỷ chắc là ác liệt đó. Thế nhưng mà chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Coi chừng giống như anh chàng ăn muối. Tại vì cả ngày chỉ lo âu tính toán với lại ba cái tài sản nó cũng chết rồi, như là cái ông lại tôi nói vậy đó. Tại mình chưa có tài sản nhiều đấy, mình có nhiều thì mình bắt đầu mình sẽ suy nghĩ, mà mình thấy mình bị rắc rối đủ với những cái chuyện như vậy này. Cho nên nhiều khi mình có cái mối lợi thì mình lại cảm thấy rắc rối, mình lại cảm thấy như vậy nè. Tôi có thể đi chùa tu học, nhưng mà nếu mà tôi phải đóng cái cửa lại, cửa hàng của tôi lại một ngày thì nó thiệt quá. Tại vì một ngày mình thu mối lợi nhiều quá, mà bây giờ mình đóng nó đi thì mất đi bao nhiêu mối lợi. Mà chính vì mình tính lợi vậy, mình lại mất đi cái duyên lành để mà tu học và an tâm. Mà khi mình chết đi á, thì tất cả cái lợi đó của mình, cái tài sản đó của mình, nó nằm lại thế gian này và kẻ khác nó xài. Đó là cái nghĩa của bà vợ ba tay giá trong câu chuyện ông trưởng giả đấy. Nhưng mà chính mình mang theo cái gì? Mình mang theo cái an, tức là cái sự hiểu biết, cái trí tuệ và cái đức hạnh của mình qua bên kia thế giới. Và trong khi đời sau mình tái sinh, mình không hề nhờ vào những cái của cải mình đã tạo dựng ở đời trước, mà mình chỉ nhờ vào những cái phước đức công đức có được của mình đã tạo ở đời trước, mà mình mang theo chính đó là cái tâm của mình, đó là cái trí tuệ của mình, đó là cái đức hạnh của mình. Nếu mình có đức hạnh và trí tuệ, tự nhiên mình sinh ra đời vào một cái chủng tộc hay một cái dòng họ hết sức là lễ nghĩa, hết sức là đức hạnh, mà mình cũng đào mạo, cũng trang nghiêm, mọi người đều kính, không ai khi dễ mình hết. Và nhờ cái đức hạnh đó mình không có phạm phải những cái lỗi lầm mà để mọi người khi chê, cho nên lúc nào mình cũng được an lành. Nhưng những cái đó không phải ngẫu nhiên, những cái đó là do nơi mình đã xây dựng, tạo dựng từ đời trước của mình. Mà mình nên nhớ là tất cả những cái của cải gì khác mình tạo dựng, mình không đem theo được đến kiếp sau. Mà ngay cái đời mình tạo dựng, trong lúc mình tạo dựng, mình đã lo âu khôn kể. Mình đã lo âu ghê lắm, mình đã phiền muộn ghê lắm, mình đã tính toán ghê lắm. Những cái lo âu phiền muộn nó đốt cháy cái thân này của mình và tâm này của mình. Không phải chỉ đốt cháy tâm hồn của mình, mà lúc nào mình cũng lo âu nóng nảy như là ngồi trên lò lửa, mà nó còn đốt cháy cả thân xác. Cho nên mình thấy tóc mình bạc phơ, chán mình bắt đầu nhăn lại, mình sẽ già nua đi, sức mình sẽ cằn cỗi. Cho nên Đức Phật nói trong Tứ Thẩm Nhị Chương Kinh, khi mà mình lo một cái sự nghiệp gì ở thế gian này, mình giống như cây nhang bị đốt. Cây nhang nó tỏa mùi tới đâu thì nó tàn tới đó. Thì mình khi mà được một chút gì hư danh thì mình cũng cằn cỗi hết rồi. Cũng như là nó đốt mình vậy đó. Cái thời gian, cái dòng thời gian như vậy, tất cả những cái tâm niệm mà nó đốt cháy mình. Thế chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình mới thọ giới. Mình thọ giới như vậy là để mình bắt đầu chuyển hóa cái tâm thức của mình, chuyển từ phàm thành thánh, chuyển từ bất tịnh thành tịnh, chuyển từ bất an thành an. Và chuyển như vậy thì mình sẽ có, không phải chỉ an trong đời này mà an trong mọi đời sau, bởi vì tất cả những cái đó mình mang theo được và nó luôn luôn theo mình. Và mình nên nhớ của cải mình tạo ra, sau một trận thiên tai mình có thể mất hết, sau một cuộc binh biến mình có thể tiêu hết, và mình có thể bị kẻ cướp không những nó đoạt hết tài sản của mình mà nó có thể đoạt cả tính mạng của mình. Nhưng những cái của cải gọi là tài bảo mà của tâm mình thì không ai đoạt được cả, không ai ăn trộm được cả. Cái công đức mình có được làm sao người ta ăn trộm được? Mình không cần phải lo nghĩ chỗ cất giấu như là cất giấu cái lá vé số độc đắc nữa. Cái công đức mình có được, mình không cần phải cất giấu. Công đức mình lợi lạc cho mọi người, công đức đó mình không cần phải cất giấu đâu hết, bởi vì nó không ai lấy được. Nhưng nó cũng có thể mất đấy, cũng có thể lấy được đấy. Là không phải giặc cướp, không phải là kẻ cướp ở bên ngoài có thể cướp được băng đảng này hay băng đảng nọ cướp không được, nhưng có một cái cướp được, tức là cái tham sân si ấy, nó có thể đoạt đi cái công đức của mình. Chẳng hạn mình đang còn tu tập, mình đang có công đức, mình đang làm việc có công đức, mình giận một người nào đó,
Mình có thể bỏ chùa, bỏ chiền, bỏ tu, bỏ học, tức là mình mất hết công đức. Rồi mình còn phỉ báng nữa, mình lại còn sinh tâm phỉ báng nữa, phỉ báng chư tăng, phỉ báng chùa chiền, phỉ báng cả một cái hội, hay phỉ báng cả tất cả Phật tử ở chùa đó. Ví dụ như thế thì mình sẽ mất hết công đức và tạo nên nghiệp dữ nữa. Cho nên nếu khi mình tu mà mình tu theo vọng tâm á, thì trước sau gì nó cũng không sinh công đức, mà nếu có sinh được nó cũng diệt mất. Tức là khi mình tu mà chỉ lo cầu danh, tức là tu tập hay là cúng dường chùa chiền đóng góp ủng hộ, nhưng mà phải đòi phải đền lại cho mình một cái danh tương xứng, một cái quyền tương xứng, thì tự nhiên mình sẽ mất đi một phần công đức. Và bởi vì nếu mình không được đền đáp lại như vậy, mình sẽ bất mãn ghê lắm. Mà mình bất mãn ghê lắm thì mình sẽ sinh tâm quỷ báng và giận dữ, và mình sẽ mất đi công đức. Và nếu mình tu tập mình chỉ nghĩ đến một vấn đề rằng là tu tập đó để diệt phiền não, để chuyển cái sự bất tịnh thành thanh tịnh, thì hay mình tăng trưởng cái nhân duyên như hôm qua tôi nói, mình cứ tăng trưởng những cái nhân duyên như vậy, thì không có một ma chướng nào, không có một nghiệp lực nào có thể làm cho mình trói vướng được mình hết á, hay là cản trở được bước đi của mình. Nghĩa là không có một người nào xung quanh, không một pháp nào xung quanh có thể làm cho mình bỏ sự tu học, tức là sự tìm cầu hạnh phúc, tìm cầu sự an tĩnh của tâm hồn như nãy tôi nói. Đức Phật bảo là không một pháp nào, không một cái hạnh phúc nào trên đời này có thể sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Thế nhưng mà đôi khi mình quên đi, mình lấy cái sự an tĩnh đó của tâm hồn để mình lo chạy vòng vo cầu tìm một cái hạnh phúc nào khác. Là chẳng hạn dùng mình đang còn an tĩnh, bây giờ mình lại không an tĩnh nữa, mình lại lo âu hồi hộp, âm mưu tính toán để mà thỏa mãn dục này hay là tìm cầu lợi kia, tức là đánh mất đi sự an tĩnh của tâm hồn rồi. Mà như vậy đang còn lấy một cái lợi đổi lấy cái bất lợi. Thì những cái đó Đức Phật cho rằng mình không có trí, tức là mình không có biết suy tính, mình không có tính toán giỏi. Còn nếu tính toán giỏi thì mình thấy sự an tĩnh của tâm hồn, cái đó là giá trị nhất. Cho nên mình cần phải giữ gìn nó, vàng bạc cũng thèm đổi. Người đời người ta còn, khi người ta nói, người ta bảo tình thương, người ta còn có thể diễn tả được tình thương của chúng ta đây là vàng bạc cũng không thể mua được, không thể đánh đổi được. Và đó chỉ là những cái tình thương mà vẫn là do trong vòng của vọng nghiệp, những tình thương nó vẫn có hận thù, thương yêu, đắng cay, cay đắng gì nằm ở trong, chưa có giá trị. Mà nhiều khi người ta còn ca ngợi, người ta bảo là vàng bạc còn không đánh đổi được. Thế vậy thì sự an tĩnh của tâm hồn, sự đó mới cao cấp. Tại vì mình có an tĩnh hay không thì thiên hạ mới an tĩnh được. Mình có an tĩnh ở tâm hồn rồi thì mọi người mới nhờ đó mới có thể được an tĩnh. Thì cái an tĩnh đó vàng bạc quả tình đổi không được, đúng rồi. Thế mà bây giờ mình lại đem cái sự an tĩnh nó đi, mình phá bỏ nó để mình làm cho cái an tĩnh nó mất đi, để âu lo, để đổi vào những chuyện mưu tính và tính toán để mà thỏa dục hay là được lợi, thì nó lại chật rồi. Thế vậy thì khi mà mình thọ giới, mình muốn được cái giới thể thật là lớn mạnh để mà không một người nào làm cho mình sinh tâm buồn nản và chán bỏ sự học đạo, thì mình phải quan sát là hết thầy chúng sinh là đối tượng cho tôi giữ giới. Cho nên chẳng hạn bây giờ anh Đức đây cũng là đối tượng tôi giữ giới, cho nên anh Đức anh có chọc giận tôi đi chăng nữa thì tôi cũng nghĩ là sở dĩ hoặc là tôi phải giữ giới là bởi vì nếu tôi không giữ giới thì những cái anh Đức anh chọc giận tôi sẽ làm cho tôi sân si phiền não và tôi sẽ sinh tâm ác hại về anh ta. Cho nên vì như vậy, vì thì anh là đối tượng giữ giới của tôi à, cho nên khi mỗi khi anh sân si như vậy thì tôi cần phải giữ giới. Tức là tôi nghĩ rằng là Đức Phật do cái tâm giới mà phát sinh được cái sức định và trí tuệ, cho nên Đức Phật khi nào cũng bình thản. Do giới cho nên tâm bình thản, do bình thản đó là định, do bình thản đó mà mới sáng suốt nhận chân ra được rằng là cái người đó hại mình không phải người đó là cái người đáng ghét, mà cái đáng ghét chính là cái ác tâm ở nơi họ. Mà nếu người đó mà vứt đi cái ác tâm đó thì người đó vẫn tốt như thường, vẫn là một người thiện như thường. Vì vậy Đức Phật luôn luôn chủ trương là hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành. Vậy ai cũng là Phật sẽ thành, và bảo phóng hạ đồ đao đương địa thành Phật. Tức chỉ cần ném con dao đồ đề, con dao giết hại chúng sinh xuống thì lập tức thành Phật. Hay là khổ đầu, hay là khổ hải thao thao hồi đầu thị ngạn. Tức là khổ hải nhìn đằng trước mênh mông không biết đâu là bờ bến, nhưng mà đừng sợ không có bờ bến, quay đầu lại đi, bờ bến bờ ngay sau lưng, chỉ cần hồi đầu. Xưa nay mình sử dụng vọng tâm làm biết bao nhiêu chuyện vọng nghiệp để tìm cầu hạnh phúc, mà cái biển của vọng nghiệp nó mênh mông, cái bờ hạnh phúc đâu không thấy. Bây giờ chỉ việc quay nghịch cái lưng lại đối với lại biển vọng nghiệp thì sẽ thấy ngay cái bờ hạnh phúc, không đâu xa hết, sau gáy mình thôi. Chỉ cần xoay lưng lại, chỉ cần bỏ những cái vọng nghiệp đó đi thì tự nhiên hạnh phúc nó sẽ
thấy rõ. Thế thì chính vì như vậy đó mà mình phải biết rằng là thì Đức Phật dựa vào cái giới như vậy mà Đức Phật mới được cái sự bình thản của tâm trí, bình thản tâm trí. Thì ngài quan sát, ngài bảo là như vậy người nào cũng khả năng thành Phật, người nào cũng có thiện tâm, và người nào cũng không phải là kẻ xấu đúng nghĩa, mà tại cái ác pháp đó làm cho họ xấu. Nếu bây giờ mình giúp cho họ vứt cái ác pháp đó đi, chữa trị cho họ cái ác pháp đó đi, thì họ vẫn tốt, họ vẫn thánh thiện, và họ vẫn trở thành Phật trong tương lai. Đức Phật cho vậy. Còn nếu mà Đức Phật chủ trương cái logic giống hệt mình, tất cả nó xấu giết nó đi, thì như vậy Đức Phật không độ tận chúng sinh được. Và những cái tư tưởng như vậy là tư tưởng mà không có độ tận chúng sinh được, tức là kẻ ác là cứ giết đi. Nhưng mà Đức Phật cho là ai cũng có cái căn thiện ở trong, chỉ vì bị nhiễm ác pháp cho nên người đó mới ác, mà diệt ác pháp đi người đó vẫn thiện và người đó vẫn thành Phật. Giống hệt một lương y, một bác sĩ đó, dưới mắt bác sĩ, người bệnh nhân vào đến với họ, họ nghĩ rằng là người bệnh nhân nào cũng có khả năng mạnh khỏe hết ạ. Nếu diệt cái vi trùng vào đi thì người bệnh nhân nó sẽ mạnh khỏe lại, chứ bác sĩ không bao giờ dại dột mà nghĩ là đồ bệnh hả, giết nó đi, đồ bệnh hả, giết nó đi. Cũng giống như là người phàm phu nghĩ là đồ ác là giết nó đi, đồ ác là giết nó đi. Đức Phật cho ác đó là một bệnh của tâm, mà bệnh tâm nó chữa được. Nếu mà họ vứt cái ác đi, nếu mà khai mở cho họ, họ vứt cái ác đó đi thì họ cũng thiện như thường, tức là khỏe mạnh, tinh thần của họ cũng khỏe mạnh lắm, cũng thánh thiện lắm. Chứ không phải là phải giết hại họ, mà là phải cứu chữa họ. Đó là tinh thần đặc thù và đặc sắc vô cùng của Phật Pháp Đại Thừa. Mà chúng ta đây nếu mà khi hiểu ra được, mình sẽ thấy là mình may mắn vô cùng. Mình mới là người tu học Đại Thừa Phật Pháp. Mình may mắn vô cùng và mình biết chắc chắn là mình có cơ thoát khỏi cái sự vô minh và khổ lụy. Mình biết chắc chắn như vậy với cái Đại Thừa Phật Pháp nó sáng tỏ và nó rõ ràng, rõ rệt như vậy. Và nó có tinh thần cứu độ như vậy. Thế vì như vậy mà mình thấy rằng là đối tượng của mình là tất cả mọi người. Cho nên mình nghĩ là như vậy đó. Và khi một người nào ác do tâm giữ giới, mà mình được bình thản tâm trí, do bình thản tâm trí mình mới suy nghĩ được những điều tôi vừa nói. Và khi mình suy nghĩ như vậy cho nên mình không khởi tâm ác lại, tức là mình không bị nhiễm rồi, tức là mình bắt đầu vô nhiễm rồi, tức là ác của thiên hạ, chướng của thiên hạ mình vẫn bình thản như thường. Mà mình chỉ nghĩ xót thương thôi, chứ mình không nghĩ hận thù. Mình nghĩ xót thương cho họ thôi. Và vì như vậy mà cái giới nó bắt đầu có công năng, gọi là giới thể, là cái giới nó bắt đầu giúp cho mình an lành. Tại vì hồi xưa mình sẽ không an lành, mình sẽ sân si theo, mình sẽ phiền não theo, và mình sẽ đấu tranh theo, và rốt cuộc cả hai đều đau khổ, không có ai thắng đâu. Kẻ thắng thì thắng lợi sinh thù oán, kẻ thua thì thất bại chịu khổ đau. Làm gì có kẻ nào thắng đâu. Bây giờ mình ngồi mình nghĩ mình phải thắng nó, địch thủ của mình. Đêm nay mình là thao thức, mình suy nghĩ cách nào xì nhục tới nó, cách nào hành hạ tên đó. Thì nổi cái suy nghĩ đó, nổi cái hận thù mà oán thù chồng chất trong mình, để mình phải suy nghĩ cái cách trả đũa. Nó đã hành hạ mình nguyên một đêm rồi. Trước tiên trong cái địch thủ của mình ngủ ngáy kho kho ăn giấc chưa bị gì hết. Cho nên một khi mình dùng những cái ác để mà mình hại người thì ngay chính mình cũng đã bị trước rồi, rồi địch thù mình mới bị sau. Cho nên cả hai đều bị, rốt cuộc cả hai đều là tay sai của tham sân si phiền não, cả hai đều là nạn nhân của ma vương, của đau khổ. Cho nên Đức Phật mới bảo mình cần phải tự bảo vệ mình, không để cho những ác pháp nó nhiễm lây, thì mình sẽ được mạnh khỏe và bảo vệ mình nó bằng giới pháp. Thế vậy tất cả mọi người đều là đối tượng giữ giới, không trừ một người nào. Chứ không phải khi mình tu mình bảo đối tượng giữ giới của tôi là bạn bè của tôi, Phật tử của tôi, cho nên trong khi tôi tu như vậy bạn bè tôi xúc phạm tôi được, nhưng mà kẻ khác xúc phạm tôi không được ạ. Như vậy thì đối tượng giữ giới của mình nhỏ quá, mà giới thể của mình sẽ yếu, và như vậy cái kẻ khác nó sẽ đem cho mình hận thù, phá tan đi cái sự giới thể ở nơi mình, và mình sẽ mất đi sự an lành. Vì vậy mình phải quan sát là hết thảy chúng sinh đều là đối tượng giữ giới. Mà khi hết thảy chúng sinh là đối tượng giữ giới, vậy thì cho đến ngoại đạo tà giáo cũng không làm cho mình nhiễm hoặc bởi ác pháp. Và như vậy thì không một kẻ nào trên đời này, dù là ma vương, cũng không có làm cho mình khởi ác pháp lên được, không làm cho mình phiền não lên được. Và như vậy thì giới thể của mình vô song. Khi mà mình phát tâm rằng là mình phải nhận chân là tất cả chúng sinh đều là đối tượng cho tôi giữ giới, thì giới thể của mình mạnh vô cùng. Còn nếu mình chỉ nghĩ rằng là đối tượng giữ giới tôi là đại chúng trong khu vực này thôi, còn kẻ nào láng tráng ở ngoài vô đây là coi chừng đó, tôi khai giới, tôi khai giới sát, thì mình sẽ lại sinh ra cái phạm giới rồi. Cho nên chính vì như vậy đó, mình phải quan sát tất cả đối tượng. Mà rồi chưa đủ, hết thảy chúng hữu tình đều là đối tượng cho tôi giữ giới, kể cả con ruồi, con muỗi nó bay quờ 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 tôi, nó phá tôi, làm phiền não quá, làm tôi thuyết pháp cũng không có
không có được tập trung tinh thần, lâu lâu lại đầu vô mắt, lâu lâu lại đầu vô đầu, ví dụ vậy, rồi con muỗi bay ó, rồi làm cho tôi đang nghe pháp thì tôi nghe tiếng a của con muỗi thì tôi lại cứ đảo mắt tôi theo, mà khi đảo mắt theo thì tôi sẽ bị gián đoạn cái sự nghe, ví dụ vậy, cho nên phiền não quá này tôi đập chết tôi rồi. Đó. Thì vì vậy thì đối tượng giới của mình là hết thảy phàm phu và chúng sinh, rồi mình nghĩ con đuổi con muỗi này có một cái phước duyên nó mới bay ở cái đạo tràng này. Cho nên thôi hồi hướng công đức cho nó đời sau nó cũng được giữ bác con trai này, chúc sinh cũng được giữ bác con trai nữa, đời sau cũng được giữ nhưng mà với cái thần người. Đó. Thế thì như thế thì mình có cái tâm hồi hướng phát nguyện rộng lớn như vậy thì mình không có thấy phiền não sân si với bất cứ cái loài nào, thì tâm mình khi nào được an định, tức là định và trí huệ mới phát sinh. Và rồi chưa đủ, đối với lại chúng hữu tình, đến chúng vô tình mình cũng phải phát tâm như vậy. Tại vì chúng vô tình cũng có thể làm cho mình phiền não. Vô tình là những vật bất động, như cái micro, như ly nước, như cái đồng hồ, như cái nóc nhà, như cái ánh đèn, như cái máy quay phim, tất cả những thứ đó cũng có thể làm cho mình phiền não, chứ không phải chỉ có con người thôi đâu. Chẳng hạn bây giờ mình thấy một cái nhân kim cương mình sinh tham tâm, tức là nó bắt đầu làm mình động tâm rồi đấy, phiền não rồi, và về lo âu nghĩ cách làm sao mua cho được. Đó. Tức là nó làm cho mình động tâm, hay thấy một món ăn ngon là thèm. Đó. Là thèm, là ăn dành với người khác, mà người khác mà ăn mất cái món đó của mình thì mình giận, ví dụ như thế. Đều là sinh cái tham tâm mà làm cho mình phiền não. Cho nên không phải chỉ có chúng hữu tình làm cho mình phiền não đâu, mà vô tình cũng có khả năng làm cho mình phiền não. Vì vậy, lại một lần nữa muốn cho giới thể của mình viên mãn, mình lại phát nguyện rằng là tất cả nhất thiết các pháp, các sự vật vô tình đều là đối tượng cho tôi giữ giới. Cho nên trong ngày hôm nay giữ giới, thôi thường tôi có thích ăn sầu riêng lắm đi chăng nữa, thì bây giờ hôm nay đây tôi thấy sầu riêng tôi vẫn dừng dưng. Tôi cũng vẫn chỉ ăn với tinh thần rằng là khi mình ăn qua đường, một lát mình ăn qua đường có tinh thần là tam đề ngũ quán. Ngũ quán trong đó có nói rõ rằng là đó, tham đẳng vi tông. Đó là điều thứ ba quán, tức là cái tham là gốc của mọi cái tội lỗi, tham bất cứ cái gì cũng tội lỗi. Do vì tham mình mới làm nhiều chuyện không hay, không tốt cho người khác, mình nghĩ kỹ coi. Thế thì chính vì như vậy, và rồi tứ chính sự lương dược vì liệu hình khô, điều thứ tư tôi ăn nó là để chữa bệnh gầy. Điều thứ năm là tôi vì thành đạo nghiệp mà tôi mới ăn cái cơm này. Tức là mình bị diệt cái căn bản của tội lỗi đó là tham. Mà chính vậy trong các giới của mình mới có những cái giới không được trang điểm. Có nhiều người thắc mắc bảo là trang điểm có lỗi lầm gì mà Đức Phật cấm. Ví dụ như vậy. Tại vì Đức Phật cho là trang điểm có hai lối trang điểm. Một lối trang điểm nó là để thanh tịnh, một lối trang điểm là để bất tịnh. Thì cái lối trang điểm, cái gì mà thiên về làm cho tâm mình bất tịnh, Đức Phật đều cấm. Chẳng hạn khi mình trang điểm là mình muốn khoe nhan sắc của mình. Mà khi mình trang điểm mình muốn khoe nhan sắc của mình thì mình phải muốn có người ngắm. Còn nếu mà mình trang điểm đẹp xinh mà không ai thèm ngắn, ai cũng phất tỉnh ăn lê thì mình giận lắm. Thì mình giận lắm. Cũng như có cái cô có đẹp nhất, cái thành Ba La Nại mà ông bố cố là kén tròn lắm, không có chịu gả cho ai, bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi cưới cũng thèm gả. Một bữa ông đi nghe pháp cũng thấy Đức Phật trang nghiêm quá, oai nghi quá, được mọi người kính phục, Đức Phật thuyết pháp hay quá. Thì ông bảo đây rồi, ông này làm rể mình mới được. Sau đó ông về chạy về nhà, ông dẫn gái ông đến đòi gả cho Đức Phật. Ông bảo con gái tôi là đẹp từ đầu đến chân, không có chỗ gì mà chê được. Bao nhiêu người hỏi cưới mà tôi không thèm gả, hôm nay tôi đem ở đây gả cho ngài. Đức Phật nhìn cô gái ông bảo là ông bảo cô này đẹp từ đầu đến chân, tôi nhìn từ đầu đến chân tôi thấy cô này không có cái gì là đẹp hết á, thôi ông đem về đi. Đó. Với tôi, tại vì Đức Phật gọi con người mình là xú bì nang, tức là cái bao da, xú là hôi thối, bì là cái da, nang là cái bao, tức là cái bao da đựng đồ hôi thối. Bởi vì trong các pháp quán ngũ đình tâm quán có cái pháp gọi là quán bất tịnh để cho mình diệt dục. Quán bất tịnh tức là mình quán mỗi người là cái xứ bì nang, là một cái bao da đựng đầy hôi thối. Tức là ở trong cái bao da, nếu mình có thiên nhãn mình nhìn xuyên qua cái lớp da phấn thì mình sẽ thấy rằng là chằng chịt dây dợ của thần kinh, máu mủ, thịt đỏ ổi ổi. Rồi sau cái lớp thịt và mỡ đó đó là phần uế ruột gan gì lòng thòng đỏ ké. Ở trong ruột đó là phần uế hôi hám, hôi hám hơn bất kể những cái cống rãnh nào ở trên thế gian này. Bởi cống rãnh nào là những cái đồ của do mình tiết ra, đồ nguyên chất của mình tiết ra, pha với nước mưa, nước sông, nước gì mà mình còn gớm nữa. Mà mình đây là tiết ra toàn là nguyên chất không à, chất nguyên chất không à. Cho nên đẹp đến đâu trong nữa thì cũng là chứa đựng toàn như vậy ở bên trong. Chứ mình tin bây giờ cô nào xinh đẹp cách mấy mà cũng ngoáy mũi xong rồi cũng khuấy nước cho mình uống, mình không dám. Mình cũng gớm chất.
mình cũng gớm chết đi từ sáng sớm hay là này kia gì mà không chải tóc, không trang điểm cho bà Tư, cô Tư, không chải tóc, không đánh răng, súc miệng, không gì hết. Trời ơi thì hãi hùng ghê lắm hả? Thế thì mình thấy thì Đức Phật mới nói về cô đâu có giận dữ mà có oán Đức Phật. Mà oán cho đến về sau khi cố mà lấy ông vua một xứ khác, là Đức Phật đến cái xứ đó để mà thuyết pháp á, cũng cấm không cho, cũng nói với ông chồng cố là ông vua ở xứ đó ra lệnh cho mọi người cấm không ai được phép cúng dường thức ăn cho Đức Phật và Chư Tăng. Có còn mướn người đến hủy bán Đức Phật nữa, là tại Đức Phật không chịu nhìn nhận cái sắc đẹp của cô ta. Thế thì những người ta phô trương sắc đẹp là thường thường trong cái tâm ý của người ta, trong cái vô thức của người ta, người ta ngầm muốn cho kẻ khác xem, kẻ khác chiêm ngưỡng. Mà nếu không được chiêm ngưỡng thì họ không vui, mà nếu chiêm ngưỡng thì họ thích chí. Tức là những cái thích chí như vậy, nó nếu mà nói theo vi tế, nó đều nằm trong dục. Và vì vậy Đức Phật chê trách cái trang điểm đó. Và Đức Phật cho rằng là người tu bắt con trai hôm nay tuy không đeo vòng vàng để trang điểm, tuy không có phấn son để trang điểm, nhưng họ trang điểm bằng sự đức hạnh, bằng sự trí tuệ, bằng giới pháp. Và cái trang điểm đó cao hơn nhiều. Thói thường mình trang điểm để mà mình làm cho mình có cái uy nghi, cho nên khi đi ăn tiệc, ăn tiếc thì mình phải trang điểm cho nó có cái uy nghi. Nhưng mà có hai lối trang điểm: lối trang điểm của đời, lối trang điểm của đạo. Lối trang điểm của đời đó là như nãy tôi nói, nó thiên về bất tịnh, tức thiên về dục. Lối trang điểm của đạo thiên về thanh tịnh tâm. Và lối trang điểm của đạo đó là Đức Phật khen là thù thắng hơn và trang nghiêm hơn. Là bởi vì rõ ràng như vậy cho nên mình đâu có thấy mấy thầy là bất lịch sự đâu, tại không có mặc vét. Nó ví dụ như vậy, tuy không mặc vét, không chải tém, nhưng mà nhìn cũng có lịch sự chứ. Nhìn cũng có oai nghi chứ. Đó là oai nghi theo bằng cái tư cách, cái hành động, cái đức hạnh. Ví dụ vậy. Thế thì Đức Phật bảo rằng là người tu bắt con trai hôm nay không trang điểm, nhưng mà nhìn trang nghiêm hơn. Nếu mình soi gương con, mình mặc áo tràng hay áo vạt hò vô, nhìn tự nhiên thùy mị ra, đang còn là bà lá sát, nhưng mà mặc vô cái tự nhiên nhìn cái nó hiền tiên hẳn á. Bên nam này có công nhận tôi như vậy không? Cứ nhìn bên nữ coi tự nhiên thấy hiền dịu cái này, mà bên nữ nhìn lại coi cũng vậy à, tự nhiên nó hiền đi hẳn à. Mà thay vì giờ thì mình mặc cái quần jean đục lủng hai cái lỗ ở đầu gối, rồi lủng một chút sau đằng mông nữa, xong rồi đi nghinh cả ngang, cái tự nhiên nhìn khác. Mà tự nhiên mặc cái đồ này vô cái tự nhiên nó giống như là, nghĩa là có phép thần thông mà biến, nghĩa là từ La Sát trở thành nghĩa là thiên tiên đó. Và nhìn kỹ con, mà tự nhiên mình mặc đồ này vô cái mình không có đi theo cái lối mặc quần jean được, tự nhiên nó có cái uy nghi của mình đó. Thế thì chính vì vậy mà Đức Phật mới chế giới mà mới cấm như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng có cái lợi, có cái hại cho mình lắm. Là bởi vì khi một người nữ thì cái này thì người nữ nặng hơn người nam là cái thích trang điểm. Thì người nam thì ít hơn, cũng có chứ không phải không có đâu, nhưng mà đỡ hơn, ít hơn. Người nữ thì trang điểm kỹ lưỡng ghê lắm. Thế nhưng mà Đức Phật bảo là cái trang điểm đó, thứ nhất là mình càng